À, anh tên gì anh ha? À, tôi tên Võ Văn Dũng, anh Tướng Vĩ ơi. À, anh Dũng ở Đồng Xoài hả? Dạ, tôi ở Đồng Xoài nhưng mà xã là xã Đồng Tâm, À, cách Đồng Xoài lên 11 cây số. dạ rồi, em thấy anh Dũng có báo cho em về trường hợp của một cái ngôi mộ mà có cái số quân đó, mà cái tên của người đó thì thật sự là em không đọc được, em không biết tên gì hết trơn á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em đọc tạm thời viết chữ Việt là Hồ, V tức là chắc là Hồ Văn á, Dạ. Hồ Văn, Ma R Chen, thì tạm thời đọc vậy đi, Dạ. Hồ Văn Ma Chen gì đó, hoặc Dạ. em cũng không biết là tiếng Anh cái này đọc cái gì nữa, em không rành, anh Dũng có biết Dạ không? tôi. Dạ không biết ạ. Hay là Michael ta? Dạ không biết. Thì cái thẻ bài tôi có gửi qua cho anh á, mà thẻ bài đó là bị cũng như cái kiểu mà nó bị cháy, ông này bị cháy hết hả? Là chỉ còn tôi nhận dạng được á, là còn mấy xương lớn, còn như xương vụn là nó vụn hết. Nhờ là tôi có cái ngày đó là ngày 20 tháng 4 năm 1980, cái ngày tháng âm á nghe anh, tính Tấn Vĩ, tôi có làm công cho ông chủ đất. Thì tôi có, tại vì ông kêu mình làm để mình cuốc trồng cây ăn trái đó, thì tôi đào mới khoảng có một cuốc thôi, khoảng có 2 tấc hả, thì tôi mới đào lên thấy cái khúc xương. Thì tôi cũng không nghĩ là xương người đâu, thì tôi mới làm nhẹ nhẹ gào 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 gào, thì tôi thấy một cái tấm thẻ bài. Mà tấm thẻ bài này á, thì còn lại á, là miếng dây màu đen khoảng 2 phân, mình nhìn là nó chưa cháy màu đen, nhưng mà tôi bóc lên á, thì nó ra bột thành tro hết à. Rồi bắt đầu tôi mới lấy tay tôi mới vào nhẹ 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 hết ra, thì cái kim thân của ổng á, nó trắng đều thành bột á. Thì tôi mới chạy tôi kêu chủ nhà, tôi báo cho chủ nhà biết. Rồi chủ nhà ổng nói là coi vậy là ông này bị chết cháy rồi hả. Thì bây giờ á, thì ổng nói tôi bây giờ á, thôi bây giờ ổng cũng còn ít xương quá, thì thôi bây giờ á, là tôi đưa tiền anh chạy anh mua 5 lít dầu hôi, rồi chỉ mua thêm một cái thau, rồi anh đốt cho ổng đi, rồi anh đem ra ngoài suối Càng Long á, Càng Long thì cách đó khoảng cây số, anh giải cho người ta cho mát mẻ. Thì tôi là người làm công mà, thì người ta nói sao tôi nghe vậy. Thì khi mà tôi đốt thành tro hết đâu đó đàng hoàng các cái đó, thì tôi mới nói với ông chủ thế này, thôi bây giờ á, là ông á, là cho tôi xin hốt cái số mà còn dưới đất bột trắng trắng á, thì để tôi để vô cái chum cái gì đó dưới cái tấm thẻ bài, rồi tôi đưa về đất của tôi đó, tôi sẽ lập cái miếu cho ổng và tôi thờ cho ổng. Thì ông chủ nghĩ sao? Thì ông chủ mới nói đó, thì đó là tùy anh. Thì tôi cũng làm y như ổng vậy. Nhưng mà là khi mà bắt đầu mà tôi đào đào xuống chỗ đó, mấy ngày sau tôi đào ngay chỗ đó để tôi trồng cây cho ổng á, thì tôi phát hiện 2 lỗ hầm. Thì ông này ổng chết trên miệng hầm á. À, thì tôi mới, sự tò mò của tôi á, tôi mới đào xuống khoảng 2 lát cuốc nữa thôi, thì nó đụng đụng cái gì nặng lắm. Thì tôi lấy tay tôi bới bới lên đó, thì tôi thấy một trái đạn, mà trái đạn nó bự mà nó dài. Thì á, là theo tôi đoán đó là trái đạn của cái có quả tiễn 82 86 gì đó. Cái tôi quào cái nữa thì tôi đụng 2 trái đạn nữa là có 61. Và đồng thời á, tại vì cái chốt an toàn ở trên của nó mục hết rồi, mà nó chỉ còn cái đầu nhôm, tôi mới rút lên tôi để nhẹ 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 theo cái chiều hướng của nó đó, tôi đưa lên hết rồi rồi tôi không dám đào nữa. Rồi á, là coi vậy tạm thời chỗ đó là sẵn có cây ăn trái của ông chủ á, tôi mới trồng cây mận chỗ đó để làm dấu. Và những cái trái này á, thì coi vậy nói chung á, thì tôi cũng có báo qua bên chính quyền. Thì cái anh á, là Trần Đức Hòa của thôn ấp á, ảnh mới nhờ là 2 cán bộ ở huyện Đồng Phú
lên để mà coi, rằng tiếp tục đào tiếp thì các ảnh lên đó, thì nói đúng ra lúc đó đó thì cũng không biết có chuyện gì đó, thì các ảnh nói thôi bây giờ tụi cháu đi ăn cơm có gì á, là xong rồi tụi cháu lại tụi cháu làm, thì tôi cứ ở đó tôi đợi đợi hoài không thấy đó. Thì cuối cùng á, tôi với anh Trần Đức Hòa đó, tôi nói thì bây giờ anh á, bây giờ tính làm sao? Ông nói thôi bây giờ lỡ á, thì á, là anh em mình dẹp luôn mấy cái trái này. Tôi nói tôi sợ lắm. Ông nói không có gì đâu mà anh sợ, mấy trái này nó xét hết rồi. Thì tôi với anh mới bỏ vô cái bao, rồi gói lại bỏ lên xe đạp, chở đi, đem xuống suối sâu, bỏ dưới đó. Rồi á, là coi như vậy á, là đồng thời á, là khi mà trồng trọt xong hết á, thì nói chung ông chủ này á, là ổng tên là Trần Ngọc Ẩn. Cái năm đó đó thì ảnh là 71 tuổi rồi. Rồi ảnh mới, gia đình của ảnh là vợ ảnh chết đi. Rồi ảnh mới bán cái miếng đất này cho nhà chùa. Ảnh mới về An Giang. Thì ảnh về An Giang á, thì được 1 tháng thì ảnh chết. Rồi cái đất này á, là bán lại cho cái chú này là chú Thành mới mở vật liệu. Thì chú ở cũng không được 1 năm, mới mấy tháng à. Thì chú mới bán lại cho đệ tử của cụ nhà chùa đó. Là cô này á, là hiện nay á, là cổ tên là Lâm Thị Tuyết Mai, sinh năm 1938. Cổ mới về đây ở cho tới bây giờ. Thì nói chung á, là cái kim thân này đó là tôi phát hiện như thế này, tại vì xương của ổng á là nó cháy đen cái mặt trên hết à, cái tấm thẻ bài cũng cháy đen luôn, mà nó bị mốt như cái vật gì da chạm mạnh lắm, lủng 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 nhiều lắm. Rồi á, là tôi rất là kỹ khi mà bắt đầu làm thi làm còn mấy cái đốt xương để mà thiêu, tôi moi rất là kỹ khu đó. Thì tôi phát hiện có mấy mấy cái miếng vải màu xanh xanh dày, còn cái đế dài á, thì nó cháy quéo hết luôn, thì nó còn sót lại cũng một miếng vải màu xanh, nhưng mà trong đó nó có cái lưới lưới nhỏ xíu bằng đầu ngón tay mình. Thì tôi thiết nghĩ này là cái lưới thông hơi, nhưng mà tôi dòm cái vải dài đó thì tôi biết cái vải dài này là bát lò xo, tại vì nó còn miếng thép, nó còn miếng thép, miếng thép là không cháy. Còn cái tấm thẻ bài này cháy đen hết, thì tôi về tôi ngâm tôi rửa sờ bông rất là lâu năm mới được trăng trắng lại. Nhưng mà theo cái kẻ đó, theo cái kẻ là theo tôi biết chắc cái đó là máu còn dính lại. Rồi tôi đem về á, nói chung á, gia cảnh tôi lúc đó thì cũng khổ lắm, con thì đông, nhà nghèo, thành thử không có làm am tốt cho ổng đó. Tôi chỉ sơ sài đem ra cái nghĩa trang gia đình của tôi cũng lợp lên cái máy bằng tên thô sơ để thờ phượng cho ổng. Rồi một ngày gần đây á, tôi cũng có lãnh được ít tiền đi làm công á, rồi tôi mới sửa sang cho ông. Rồi á, đồng thời á, là tôi cũng á, là nghe người ta nói á, là coi vậy bây giờ á, ông này á, là mình không biết làm sao, nếu mà anh có tâm á, thì anh tôi cho anh cái số điện của anh Tướng Vĩ, nếu mà có duyên á thì anh sẽ gặp ảnh à. Thì là nay tôi mới mạo muội á, là tôi mới dám á, là liên lạc với anh để cho anh biết. Rồi vậy thế thế này anh nè, là em trước hết là hoan nghênh cái tinh thần của anh, là thấy cái câu chuyện anh kể thì em cũng thấy rằng là anh cũng rất là chu đáo trong cái việc mà với cái người đã khuất này. Thì em thì trước giờ thì em cũng thường cập nhật những trường hợp như vậy, thì cũng có một số là cái hoàn cảnh, có một số trường hợp là người thân cũng đã nhận được. Vì vậy cho nên là thì mình cũng cầu nguyện cho ơn trên đưa đẩy cho người thân của chú này là nghe được cái câu chuyện. Và em cũng hơi thắc mắc về cái tên, thì không, em thấy tên này là tên giống kiểu là không biết có phải là tên của nước ngoài không, hay là ông này có thể là người Mỹ chăng anh? Thưa tướng chỉ thì tôi không biết, nhưng mà nói chung á, tôi năm nay cũng 70 tuổi rồi.
Vì ngày xưa đó là tôi á, là được á, là gia cảnh một mẹ một con không đi lính, thì các anh em tôi á, là cũng đi lính á, là Việt Nam Cộng Hòa cũng rất nhiều. Nhưng mà bây giờ là rất tiếc là những ông anh tôi đã chết hết rồi. Nhưng mà trong cái thẻ bài của ông này á, là tôi còn đương thắc mắc như thế này. Cái tên là tôi không nói rồi, nhưng mà tôi hơi thắc mắc là loại máu ba. Mà hiện nay tôi cũng làm á, là hội chữ thập đỏ nay hai mấy năm rồi. Đó, ấp. Nhưng mà tôi chưa thấy cái loại máu ba này là gì. Đó, đó. À, thưa 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 anh, thì cái này đó thì em có giải thích được, và có Dạ. thể là cái giải thích của em là hợp lý. Cái này đó là loại máu B, B nhưng mà anh đọc không 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 kỹ, và cái có thể là do cái thẻ bài lâu ngày nó bị mờ, cho nên là anh có thể là anh chỉ có thấy cái số 3 nó rõ, còn cái gạch 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 đứng đó là anh đọc nó bị mờ, nên là anh lầm là số 3, nhưng mà nó là loại máu B. Đó Dạ. thì cái Đó, này. tôi kiểm tra lấy cái lúc tôi làm, nếu mà nó là máu B á, cái gạch xuống á, dứt khoát nó sẽ có dấu anh vị. Nhưng mà này không có, tấm thẻ bài rất là liên lạc. Đó là loại máu 3 chứ không phải loại máu B. Là Dạ. theo theo anh nghĩ đây là ba chứ không phải là B. Đúng, 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 đúng. Thì em tạm thời em nhìn trên cái hình này thì em thấy cũng có một cái dấu đứng, nhưng mà có thể là dấu đứng này là ai gạch vô chứ không phải là cái dấu đứng nguyên bản của nó ha. Bởi vì Dạ. dấu đứng nguyên bản của nó là sẽ hằn vô, phải lõm vô. Dạ, tôi phải giải thích cho anh Tuấn Vĩ thế này luôn. Khi tôi làm cái miếu á, thì tôi cắt gạch á, cắt miếng gạch để làm trong miếu á, thì tôi lấy miếng nhôm, tôi gạch á, thì cái tấm thẻ là bài của ông tôi dựng đó, thì mình không có để ý, tôi phải chọt trốn đi, á, chứ thực tế là không phải là chữ B đâu. À, không phải là cái dấu đứng mà là Dạ, đúng rồi, đúng rồi. do anh vô tình anh gạch vô. Dạ, 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 dạ. Còn cái tên của ổng cũng là hết sức là lạ lùng, em cũng chưa thấy cái tên này bao giờ nha. Dạ. Có nghĩa là thế này, nếu ví dụ như mà tên của người nước ngoài đó thì em nghĩ là không có họ Hồ, không không có cái Dạ. chữ chữ không có chữ Hô đầu đó. Và nếu Dạ. đã có cái chữ Hô đầu thì em nghĩ là có thể là họ Hồ. Có thể là họ Hồ, nhưng mà nếu mà họ Hồ thì tại sao cái tên sau lại là lạ lùng vậy, hay là tên của một Dạ. người đồng bào nào đó không chẳng hạn. Đó, 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 đó. Chính xác, anh Tuấn Vĩ nói là tôi đồng ý quan điểm đó. Em nghĩ là có thể là Marcel này, có thể là Michael, có thể là như vậy. Dạ. Thì thôi, bây giờ thế này, cái thông tin thì mình cũng cung cấp lên cho cộng đồng. Rồi ở trên Dạ. cộng đồng mà có ai trùng tên trùng họ, hoặc là có ai có phân tích gì đó mà bổ sung được thêm trong cái việc mà tìm kiếm này, thì cũng rất là cảm ơn cộng đồng chúng ta đã bổ sung và cung cấp thêm thông tin. Rồi có ai Dạ. báo gì đó thì em sẽ cho anh Dũng hay. Trước hết là em rất là Dạ. cảm ơn anh Dũng nhiều. Dạ. Xin cảm ơn Tướng Vĩ, cố gắng làm thiện nguyện giúp cho người đã mất để tìm người thân cho ông ấy, và xin cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước biết thân nhân của ông hãy báo về cho Tướng Vĩ, để cho Tướng Vĩ biết để cho ông ấy về giữa gia đình và người thân của ông. Tôi xin là chân thành cảm ơn với tấm lòng thiết tha biết ơn. Ok nhanh Dũng nha, rồi có gì thì Dạ. em sẽ cho anh hay nha. Dạ, cảm ơn Tuấn Nhĩ nhiều. Rồi Rồi chào rồi cộng đồng ạ. dạ dạ Dạ, rồi dạ. chào anh ha. Dạ. Anh cho em biết tên của anh ha. Dạ, em là Đào Duy Quyền. Đào Duy Quyền. À, Đào Duy Quyền. Dạ, thôn 2 xã Dương. Anh Quyền là đang ở Huế hả? Dạ, Huế. Rồi Dạ. hình như là hôm nay anh Quyền có muốn gọi cho em để nói về một cái ngôi mộ mà anh đã phát hiện nào đó, phải không anh ha? Dạ, đúng rồi. Dạ, hồi xưa, hồi hồi cách đây năm 75 á, là bà em đi đi biển á, rồi đi trong phá, là có cầm có một xác người, một xác, mà nhưng mà thời gian trước là tên như là em nghe là năm 75 đó, năm 75 là thu quân lục chiến. Dạ, là nằm trong chỗ vùng Vịnh á, khi nữa là ba em lôi lên xong trốn xong rồi, khi nữa là ba em đi Mỹ. À, dạ, 55 đó. Rồi, cho em xin tóm tắt lại, để vì đôi khi tiếng của anh Quyền đó là tiếng địa phương, có nhiều người không nghe được. Dạ.
Tức là theo như anh Quyền nói là trước đây là vào năm 1975 thì ba anh vô tình có phát hiện ra được một cái xác của một người lính Việt Nam Cộng Hòa Dạ, đúng rồi, và nghi ngờ là của một người lính thủy quân lục chiến. đúng rồi, Rồi sau đó đưa vào chôn cất, sau đó rồi ba anh lại đi 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 qua Mỹ. Rồi vậy cái thông tin của cái người lính đó là tên tuổi ra sao anh hát? chiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Hào. Nguyễn Hào, số quân là 211915 211915. năm. Chỉ có bao nhiêu đó thôi anh hả? Số quân đó là quân xâm là quê quán Hòa Mỹ tỉnh Quảng Nam. Hòa Mỹ Quảng Nam. Vậy thì em cũng không biết cái lý do thiếu sót ở chỗ nào. Còn cái số quân á, thì theo em nghĩ là nó phải là 8 số. Đúng rồi, hình như đâu có hai số đâu mà quên, đâu có hai số nữa, nhưng mà thời gian ba em đi là ba em có lấy lui một cái thẻ bài thôi, trốn xong có lấy lui một thẻ bài đưa cho ông anh, khi nào lòng anh đặt một cái bia và bọn đứa thôi đó. Vậy thì cũng hơi đáng tiếc một chút là cái số quân mất hai cái số, theo em nghĩ là quên hai số đầu. Đúng Theo rồi, theo 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 em nghĩ là bị quên hai số đầu. Một đó là cái người ghi tin nghĩ là không quan trọng, nhưng mà nó kỳ thực thì nó là quan trọng nhất, hai số đầu là quan trọng nhất. Thì vừa rồi em cũng 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 có vô chỗ tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng đó, em cũng cũng như thân bạn đưa lên, nhưng mà nằm bên phía Cộng Hòa là khó, là em đưa lên không được đó. Thật ra thì theo em nghĩ có thể là chưa có đủ duyên. Vì ở đây là có hai người ở chỗ quê em gần nhà luôn, có chung hai người, nhưng mà thời gian bên bên Mỹ có đăng lên là có người trong Đà Nẵng đã xin một người rồi, giờ chỉ có thêm một người nữa, cộng Vậy hai là người cộng cộng hai người chỉ cân kê nhau, một người là bị xe tăng cán, một người là chết nước, Vậy là cái xác mà ba anh vớt được là ở dưới nước lên. đúng rồi, Rồi, tên là Nguyễn Văn Hào anh ha. Rồi số quân thì ghi nhận được 6 số, 6 số cuối là 211915. Rồi, ok anh. Rồi cái mộ đó bây giờ hiện tại là cũng đang ở cửa biển Thuận An ha. Cái mô này hiện tại là em đang gì, em đang chôn cất, hiện tại năm nào cũng kỳ cũng hết, Rồi, giờ chứ mình vậy. để lâu quá tôi ho anh, thì mình phải cho thôi. Rồi, rồi em cũng tiếp nhận được cái thông tin trên cơ bản như vậy, như cái lời anh kể như vậy. Rồi em sẽ cập nhật lên, rồi có ai báo gì thì em sẽ liên hệ với anh Quyền nha. Ok anh. Rồi, chào anh ha. Ok anh, chào anh. Dạ.